hãy nhắm mắt lại nếu như các bạn đang cảm thấy sợ hãi một điều gì đó, và mở mắt ra bạn sẽ được an toàn. Đó là luật chơi ngày hôm nay của chúng ta. Hiện tại mình đang có mặt tại một căn nhà bị ma ám. Trong căn nhà này có rất là nhiều linh hồn đang tồn tại ở đây và không thể ra ngoài được các bạn. Và mình sẽ vào trong đây để thử thách nha. Thì nói chung á là khi các bạn sợ quá các bạn cứ nhắm mắt lại giống như mình. Còn nếu mà các bạn gọi là nhắm mắt lại xong á, mở mắt ra các bạn sẽ được an toàn nha. Để mà vào được trong căn nhà kia á, thì đầu tiên tụi mình phải ngồi trong cái bàn này và chuẩn bị nghi thức nha các bạn. Thì có một số bạn đang gọi là tới đây để cùng thực hiện nghi thức cùng với mình để vào được trong căn nhà. Thì mình cần 5 người nhưng mà bây giờ chỉ có 4 người thôi. Chơi luôn các bạn ơi, không sao hết. Bây giờ chúng ta sẽ nhắm mắt lại, chuẩn bị vào trong nhà nha. Bây giờ từ từ các bạn hãy mở mắt ra giùm mình. Mở ra nào. Ôi ôi, gì mà mới vô thấy cái đầu lâu ghê quá. Bạn có nghe thấy tôi không? Bạn đã bị mắc kẹt bởi một con quỷ khiến bạn bị ảo giác. Con quỷ chính là con ma trong nhà này đấy các bạn. Mỗi khi bạn thấy thứ gì đó kỳ lạ, hãy nhắm mắt lại và mở nó ra một lần nữa. Nói chung là các bạn thấy điều kỳ lạ là nhớ nhắm mắt lại nha. Đấy. Rồi sao nữa? Con quỷ không thể tấn công vào buổi sáng, vì vậy tốt nhất bạn nên sống sót vào khi 6 giờ sáng. Trời ơi, là sống sót từ bây giờ đến 6 giờ sáng nha. Hiện tại là đang 12 giờ. Đây mình sẽ kêu chàng anh chị nhắm mắt cho các bạn coi. Nhắm mắt đi em. Nhắm mắt lại đi em, để anh xem coi. Nhắm mắt lại coi. Đấy. Không biết là nó thấy không? Đấy, nó nhắm mắt lại các bạn không? Đó, nó che mắt lại nè. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ đi xung quanh xem như thế nào các bạn ơi. Bức tường này không biết là nó có sẵn cái hình này chưa hay là có ai vẽ lên ta. Ui. Nhắm mắt lại. Mình mới nghe tiếng la. Mở mắt ra. Ui. Không có gì. Hồi nãy hình như mình thấy một cái bóng đen nó chạy sau lưng chặn anh chị sao á. Được rồi, mình với chặn anh chị sẽ cố gắng nha. Đi lên trên thôi. Lên lầu xem coi là có gì xảy ra không. Nếu các bạn nghe tiếng la hoặc là một cái tiếng gì đó kỳ lạ. Đây, các bạn phải quan sát cái bức. Ui. Mở rồi. Cái này nó mới đụng đậy nè, các bạn phải nhắm mắt lại đây. Chàng chị nhắm mắt lại liền. Nhớ nha, bức tranh nè, hamburger nè, mặt này nè. Đó, các bạn nhớ từng bức tranh. Nếu như nó có thay đổi hay cái gì đó là các bạn phải nhắm mắt lại liền mình. Nghe tiếng chuột. Nhắm mắt lại cho chắc. Tiếng rất gần rồi. Tiếng chuột à. Không được nhắm mắt quá lâu nha các bạn. À, hình như là tivi nó mở thì phải. Không được nhắm mắt quá lâu nha. Và cũng không được spam nhắm mắt nha các bạn. Cái gì trời? Chết. Trời ơi, cái gì mà quá trời vậy? Trong đây là một căn phòng cute vô me que. Nào là thỏ, nào là mèo. Vậy là cuốn nữa. Ở đây người ta rất là thích động vật nha. Có ốc nữa nè các bạn. Đây là căn phòng chắc là của một bạn gái rồi. Thấy màu hồng nè. Không, phải là bạn nam giống như mình chứ. Thích màu hồng. Đi xung quanh tiếp nào. Nhớ nha, đừng có spam nha. Phòng này hơi tối. Ý có con gì nè, con gì Bara nè các bạn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Thế giới Động vật. Rồi ở đây là có một cái tấm hình gọi là đang đi tìm Bacon. Gì đây? Nó tên là Bacon, 16 tuổi các bạn. Trời ơi quá. Ủa, có bạn chơi game, đỉnh quá chớp. Có người kêu cứu với kìa, chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Sao nó ngẩm rồi? What? Từ. Mình nghe tiếng có con gì các bạn ơi. Mình nhắm mắt lại cho chắc đi. Mình thấy gọi là có con mắt ở trong cái phòng rồi. Ghê. Trong cái phòng này có mấy con mắt nè. Nhưng mà hiện tại là người ta đang cảnh báo mình. Đang gọi. Ui, phía sau. Ui, nhắm mắt lại. Ui, tắt đèn rồi kìa. Đây các bạn, trong phòng này tự nhiên quá trời mắt nè. Mình xuống dưới mình cứu người ta đi. Đi sửa điện cái đã. Bây giờ mình nên cứu người hay mình sửa điện, ta phải chia ra chứ. Rồi xong. Bà kia bà gọi là bị bắt. Ê con ma kia nhắm mắt. 1 giờ sáng rồi bà con. Ok, đi xuống sửa điện em ơi. Ui. Phía sau lưng của mình. TV nó hiện lên cái gì kìa, các bạn thấy không? Một thằng Bacon ngay phải. Cái này là nhân vật GOT666 ở trong Roblox. Các bạn nào mà chơi Roblox các bạn sẽ biết nha. GOT666. Đi sửa điện đi em. Cứ nghe cái tiếng chít 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 y như con chuột các bạn. Sửa điện đi đã. Đi xuống. Chị đi em, đi chung với nhau. Nhắm mắt lại. Nghe tiếng la bất cứ chuyện gì là phải nhắm mắt lại liền cho anh. Ok, mở mắt ra. Tiếp đi em. Mình nghe cái tiếng chít 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 rất là gần. Sau đó nó lại xa nữa. Gần rồi lại xa. Dưới đây hơi tối nha các bạn. Không tắt điện, không sử dụng được. Ui,
Ui, nhắm mắt lại, nó đang sau lưng kia. Nhắm mắt lại em ơi. Ui, mình nghe tiếng nó gần luôn kìa. Mình không được nhắm mắt lâu. Kìa, nó sau lưng này các bạn. Sau lưng em kìa, chẳng chị nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Ok, hên quá, chắc chị nhắm mắt kịp á. Xuyết tới bị bắt rồi. Rồi kệ, mở ra đi em, đừng có nhắm mắt lâu quá. Đừng có nhắm mắt lâu mà mở ra. Mở đi. Ui, nó nhắm mắt lâu quá là không được. Đây, để sửa điện cho. Oh my god. Ghê quá các bạn ơi, giờ còn có hai anh em tụi mình nè. Mấy bạn kia hồi nãy tham gia thử thách cuối cùng sợ quá, bãi trọ hết rồi. No, sao em nhắm mắt lâu vậy? Nó xuống tới kìa, nhắm mắt lại. Nhắm mắt vẫn bị xích bắt. Con xích các bạn, con này giống như trong đo vậy đó. Để mình cứu dặn anh chị cái đã. Từ từ, phía sau nhắm mắt lại. Em không được nhắm mắt lâu quá. Chặn chị nó không biết cái điều này hay sao ấy. Không được nhắm mắt quá lâu. Mình nghe tiếng bước chân rồi. Rồi ok. Các bạn hãy nghe tiếng không? Cái tiếng đó hình như là... Ui, con gấu không biết đi kìa. Nó cứ bạn nhắm mắt lại. What? Hơi đau tim rồi đó. Đi em. Vậy là tất cả những cái đồ vật trong đây có thể sống được. Sống là nhờ gì vậy? Nhờ linh hồn luôn luôn được hạnh phúc. Các bạn biết không, ở đây là có những cái con ma, con quy nó kìa. Có những con ma, những con quỷ ở đây, nên là các bạn phải biết làm sao để có thể tránh được. Người ta cũng cảnh báo mình rồi. Bây giờ mới có 2 giờ sáng à. Coi chừng em ơi. Coi chừng sau lưng đấy. Ui, các bạn, nó xuất hiện ngay mình luôn, không kịp luôn các bạn. Rồi ra đây nó rộng hơn nè, trong kia nó hơi hẹp nên là tụi mình vô đó nó hơi nguy hiểm. Trong đây có đèn màu đỏ nữa, cái gì đây không biết nữa. Phòng gì đây em? Phòng giám đốc à. Ui, làm việc gì mà một đống đồ vậy nè. Phòng này là phòng của giám đốc rồi các bạn, chủ tịch rồi. Nhắm mắt lại, cứ nghe tiếng la hoặc là nghe tiếng bước chân là các bạn nhắm mắt lại gì liền giùm mình. Ok, đi tiếp. Cái tivi này giờ mình tắt được không ta? Chứ để tình kìa, nó trên lầu kìa bạn, nó trên lầu kìa. Thôi nhắm mắt lại cho nó đi đi. Nghe tiếng bước chân nó ghê quá. Đây, nó bị kẹt ở trên đó hay sao ấy. À, tít tít là có con gấu bông. Con gấu bông. Oh my god. Ghê thiệt. Tivi này tắt được không? Tôi muốn tắt cái tivi này. Nhìn nó ghê quá. Đồng hồ là... Các bạn nhìn nè, đồng hồ nó ghi cái gì nè. Bạn thấy chưa? Cửa này mở không được là chắc chắn cửa này cửa chính rồi. Wow, các bạn chơi pizza nè các bạn. Quá đã. Đây, con có bông này nè, nhìn gì chứ đáng sợ đúng nha. Ok. Ê, nó thay đổi rồi kìa. Ui, nhắm mắt lại. Hơi đau tim rồi đó man. Đây, các bạn thấy chưa? Một cái luồng đen kìa, và cái con này nó xuất hiện nè. Nhắm mắt lại, nó sẽ biến mất nha. Đây, bức hình gì đây? Phía sau hả? Phía sau làm giật nhau. Ủa, biến mất các bạn không? Để là mình sẽ nhìn vô mấy chỗ này. Mình nhắm mắt lại, mở mắt ra sẽ biến mất. Hiểu rồi. Tôi sẽ ăn. Ui. Ui. Mấy cục này nó bay lơ lửng trên trời nè. Rõ ràng là bất thường đúng không? Quá bất thường luôn. Con mèo này bị làm sao nè, khoan, con mèo này bị làm sao nè. Nhắm mắt lại coi. Ấy, thấy gì lạ? Là nhìn vô rồi nhắm mắt lại, nó sẽ biến mất. Mình chán nó có cái, nó không có hiện lên các bạn, nó không. Ấy. Ok, rồi đó, hiểu rồi. Ok, em biết mà, biết là ok rồi đó. Tưởng em không biết chứ. Đây, cái này tự nhiên nó phát sáng. Ủa, phải cái này là phải tít tít nữa. Từ cái này là tiếng của bông của thằng Trần Nhân Chị hay là của mình vậy? Đấy, của Trần Nhân Chị các bạn ơi. Sống tới 6 giờ sáng. Ok, nhắm lại. Mình quá. 3 giờ sáng rồi. Chúng ta đã đi nửa đoạn đường rồi các bạn. Đây, mình sẽ nhìn cái đồng hồ này. Đây, đồng hồ 3 giờ bình thường nè. TV. Thấy chưa?
ghê quá, sau lưng của mình. Mình nhắm mắt lại như này cả rồi được rồi. Ui chàng anh chị ơi, em sao vậy? Nó nhanh quá đúng không? Nó tới rồi, nó tới các bạn ơi. Nhắm mắt lại. Ok, xíu tí cứu được nó rồi. Nhưng mà cái con nó tới nhanh quá. Con đó là con xích các bạn. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Ok, nó tới, cái vòng nó sẽ tới mình. Mở cửa gặp con SCP. Cái gì ghê vậy? Ôi nhắm, ui cái ghế bay kìa. Cái ghế này vừa bay lên trời luôn các bạn. Nói chung là ghê quá. Trong cửa này có SCP à. Ghê vậy? Đáng sợ vậy? Chị ra đi em. Nhìn mấy cái đèn này màu đỏ nè. Kìa nó dí thầy chặn chị kìa. Nhắm mắt em, nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt. Đi rồi, đi rồi. Ôi hết hồn. Hơi nhắm mắt kịp ấy. Ui, nó kìa. Nhắm mắt đi em. Nó sau lưng của em kìa. Nó sau lưng của em kìa. Sau lưng kìa. Oh my god. Đâu rồi? À! Trời ơi, chàng nhân chị báo mình thì chứ 3 giờ mấy rồi. Không sao không sao, mình có thể hồi sinh được một lần các bạn. Của anh em ơi, bạn bè của bạn cũng có thể hồi sinh bạn yêu cầu giúp đỡ. Thấy chưa? Ok. Ui, hên quá. Nhắm mắt rồi, nhắm mắt rồi, nhắm mắt rồi, nhắm mắt rồi, nhắm mắt rồi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, sợ quá, sợ quá, sợ quá, ra ngoài, ra ngoài. Ui, chàng chị nó vừa cứu mình và bây giờ nó vừa bị bắt luôn các bạn. Các bạn thấy bức tranh bên kia không? Nó thay đổi hay không? Phía sau của mình bây giờ đang 4 giờ sáng rồi, mọi thứ đang rất là căng thẳng rồi các bạn. Ok, để mình vô mình cứu chàng chị kia đã. Cái con gấu này nó đang gọi là cố gắng, nó bắt mình. Cứu nó cái, từ từ anh sẽ cứu em cứ bình tĩnh đi. Nhắm mắt. Quá. Mình không được nhắm mắt lâu quá nha các bạn. Nhắm mắt lâu quá cũng không được. Ây da, chặn chị báo nữa. Báo nè em. Vừa cứu nó xong nó nằm im luôn rồi. Tới nữa kìa. Cái đèn, cái đèn. Em đi, em mở cái đèn giùm anh cái. Cái đèn lồng ở đây nó lắc kìa. Đây, con có bọc này. Nhắm mắt. Phía sau lưng của mình. Mở đèn đi em. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó dí ai vậy? Nó dí chặn chị. Nhắm. Ui, nó dí mình, nó dí mình. Ui, nó dí mình chứ không phải nó chặn chị đâu. Cứ nghe tít 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 hoài sợ quá. Thôi, 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 thôi. Mình thấy càng lúc đây. Phía sau lưng của mình. Phía sau một cô gái. Ở lộn, phía sau một chàng trai. Đó là mình. Nhắm mắt lại đi cho mình bỏ mấy cái này đi. Mọi thứ bắt đầu mình thấy đáng sợ đấy. Bình bông nè. Rồi rồi, bình bông này mới nằm đây. Nhắm mắt lại liền. Nó cứ đi phía sau mình. Mình thấy là hình như là càng lúc nó càng xuất hiện nhiều hơn. Tại vì bây giờ đang là 4 giờ mấy sáng rồi. Thời gian sắp 6 giờ rồi. Nên là tụi nó sẽ cố gắng nó xuất hiện nhiều hơn các bạn. Mấy con chắc chắn là mấy con mai đang rất là cay. Ui, mình đang định nói chuyện với thằng. Sửa điện đi em. Sửa điện đi em. Nó tiêu rồi. Sửa điện đi. Đây, con này xuất hiện liên tục. Nó phía sau mình liên tục luôn á. Ủa rồi chẳng ăn chị đâu ta? Điện hình như là sửa rồi á. Nhưng mà người ta kêu mình đi sửa cái gì á. À, cố lên. Sao nó trả lời mình ta? Mình nói nó sao nó trả lời mình? Thì cái hình kia khác nè. Mọi thứ ở đây á, nếu mà các bạn thấy gì nó di chuyển lạ thường á thì các bạn gọi là nên. Ui, phía sau lưng của mình. Ây da. Vô phòng không được hả? Quá buồn cho thanh niên chàng nhân chị. Trời ơi, mất cái bạn nhìn phòng kìa, đây. Các bạn nhìn phòng này nè. Ui, sao nó cứ xuất hiện sau lưng mình hoài vậy? Trời ơi, quay đây một đống nè. Kìa, chép anh nó nhảy tự nhiên lên trời các bạn không? Đâu có chuyện gì mà có thể xảy ra được. Đây hình nè, hình thay đổi nè. Lát có bị lỗi rồi hả? Ui con gấu.
Chẳng những chị nó báo mình quá các bạn à. Ok, đây đây đây, các bạn nhìn nè. Oh my god, con gì đang nằm dưới giường nè. Ui, nhắm mắt. Đang nằm dưới giường nè. Cái đèn. Cố lên, 5 giờ sáng rồi. Rồi, chẳng gì bị bắt rồi. Chắc mình không cần phải cứu chàng anh chị đâu. Sau lưng của mình có con nó xuất hiện quyết liên tục. Không cần phải sorry anh đâu em à. Em quá báo rồi. Kìa, nó tới kìa. Đây con này, con xích. Đây, bức này các bạn thấy không. Rồi ok. Tới đây. Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi là các em biến mất. Đừng có đuổi với anh. Đừng có đuổi với anh. Đừng có coi thường người khác. Ok. Ui, phía sau mình cái con này cứ la hoài luôn á. Cái này cũng ok rồi các bạn. Mình đã kiểm soát được tình hình rồi. Cái gì đây? Cái gương mặt này là của Thomas rồi chứ anh mà. Ui. Rồi quá. Ui, lại con này. Ôi mà, làm ơn đi. Nó rồi, mình nghe rất là gần. Ui. Còn cái ghế bay lơ lửng kìa. Con xích kìa. Mình nghe tiếng của con gấu rất là gần. Kìa nó kìa. Này thì gần nè. Này thì ghế bay nè. Không được, đứng xa quá không được các bạn ơi. Mình phải chạy phía sau nữa. Phía sau một cô gái. What? Đâu đây vậy?